Đây, dán mẻ cuối cùng này. Đấy, các bạn là các bác dán em nên lần lượt từng đợt từng đợi tí một nhá. Đấy. Nếu mà dán để ngày mai ăn ấy, thì dán sơ khoai này, còn dán ăn liền thì dán luôn. Các bác xem video này hay, các bác cho mình một like và mình xin các bác một nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube Sở Trần nhé. Ẩm thực của Việt Nam mình nghĩ là thật sự là về nói về món nem là nó lan tỏa đến rất là nhiều nước ở trên thế giới này các bác ạ. Quán nem ở Việt Nam mình rất lan tỏa rất nhiều nước ở trên thế giới này đấy. Mà ăn nó được ăn mà không biết là làm kiểu gì đúng không ạ? Đấy, ở cái video này, xuyên suốt cái video này mình làm nem là cách đơn giản nhất, làm nem đơn giản nhất. Đấy là chín là ăn luôn. Ăn đấy chấm làm nước chấm. Nước chấm thần thánh thì mình sẽ giới thiệu qua. Như là ăn với tương ớt được, tương ớt giải qua đây ăn đấy, nó cũng rất đơn giản, vì ăn nem là món dễ ăn, mềm, giòn, ngon. Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thợ Trần nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho và hướng dẫn một số bài làm nem các bác ạ. Đấy, nhất là đây là vợ mình nhé, vợ mình đang băm thịt để làm nem. Làm nem mình là một cái món truyền thống của người Việt Nam mình rồi, ở vùng nào vùng miền nào cũng thế. Và mình cũng nói trước là men mình là cái món nem này, không men nem thì là món gọi là như kiểu là ẩm thực của Việt Nam ấy, nó đi trên khắp trên thế giới này đấy. Ở chỗ hình như là chỗ nào cũng có quán nem ở trên thế giới này nhé, các bác thử đi ra ngoài mà xem. Đấy, chỗ nào cũng có quán nem nhé. Đây là thịt để làm món nem thì phải băm thịt nhỏ nhé các bác nhé. Rồi thịt lợn ba chỉ thôi các bác, băm nhỏ vào. Băm thật nhỏ và nhuyễn vậy các bác nhá. Băm nhỏ thì ăn mới ngon. Rồi gia vị của món làm nem thì rất nhiều, các bác ở Việt Nam mình rất phong phú về các món tí rau tí cỏ mà. Còn gia vị rất là nhiều. Đầu tiên là mình phải thái miến nhá, miến rong ấy. Thì mình để dài được mình thái nhỏ được, thái nhỏ thì nó cuốn nó dễ hơn. Đây. Rồi mình cà rốt, rồi rau mùi, đấy, hành, tỏi, nó tùy như gia vị, rồi hạt tiêu, đấy. Các bác xem video này hay cho mình một like và một nút đăng ký, và các bác nhớ ấn chuông để cập nhật thêm video mới nhá. Đây phải có cả mộc nhĩ nữa cơ. Đấy, mộc nhĩ các bạn ngâm cho nó mềm xong rồi thái nhỏ nhá. Gia vị nhiều lắm, cứ mộc nhĩ thái nhỏ thôi. Đây các bạn thái cả rau mùi tàu, nó có cả hành, thái hành nữa. Thì ăn nó thực sự là món nem mà nó nhiều gia vị lắm, càng nhiều gia vị và càng nhiều thơm nó càng ngon. Mình giá nó càng ngậy. Đấy, nên là món này thì ai biết rồi thì xem nhé, và ai chưa biết thì mọi người chia sẻ cho nhiều người để cùng làm cái món nem Việt Nam mình. Là truyền thống của người Việt Nam mình các bác, để lan tỏa cái món ăn ẩm thực của người Việt Nam mình thôi. Mừng như các bác nhớ băm nhỏ nhá. Đây đã xong các công đoạn là mình sơ chế. Hôm nay mình ít rau hơn, có thể nêm bột canh rồi mì chính. Chính là các bạn là cho vừa đủ nhé, cả bột canh thì các bạn cứ nhìn mà cho số lượng nhiều ít, nhiều cho nhiều, ít thì cho ít. Để đúng không? Thêm tí mắm là cho thơm, lúc mình rán thì nó sẽ thơm và ngậy hơn. Mắm. Bác ơi cho trứng nhé, trứng thì tùy theo lượng thịt của mình, nó nhiều ít các bác cho, nếu nhiều quá thì rán nó hay sủi các bạn, nó hay ra nhiều mình cho vừa phải thôi. Tầm của mình tối nay là mình cho có 2 quả thôi. Vì nhiều quá nó rán nó sẽ lên bọt và nhiều quá nó chảy ra ăn không ngon. Nhưng bắt buộc là phải có trứng nhá, có trứng nó mới quyện, nó mới dính. Nó như kiểu một chất nhựa ấy, keo ấy. Đấy, là cái món nem của người Việt Nam mình. Cứ đảo lên. Mà các bác đảo đều. Đấy, cứ đảo đều này nè. Đảo đều nhá. Vì trộn để đảo đều mắm, muối, mì chính rồi hạt tiêu tất cả mọi thứ. Nó chặn đều với nhau xong thì mình tí mình quấn thôi. Đấy, mình chỉ đảo đều là mình quấn thôi. Gì đấy? Gì đây? Đảo đều là mình quấn các bác nhá. Đây mình giai đoạn quấn đấy là được. Thì à. Hóa ra cả chín nữa. Tao không biết làm thẳng mà mẹ. Nhưng mà mẹ quấn được, mình quấn ở đầu đấy nhá cho con nhá.
cái thiểu rồi mẹ. Được rồi. Ui, vỡ ra rồi. Nước hơi khô hơn cái tầm lá này quấn hơi đầu quá em. Để cho được nhiệt. Đầu. Con lăn thôi, con đừng có ấn, nó gãy. Thôi, để cho mình nhé, tiếp theo. Con biết quấn rồi mẹ, mẹ không cần phải quấn từ đầu đâu. À ra mẹ, mẹ cầm một miếng rồi, chốt nhẹ một miếng đúng không? Đúng không? Một miếng rồi. Lô nhiều thì em không biết làm. Từ từ, con không quấn ở đâu, im thế nào. Đấy. Con quấn rất kỹ nè. Tẹt tẹt ly, xong phết ra rồi đấy. Đây là một to. Wow. Có gì? To này sợ này. Nghe rửa tay đi con. Thì tay nghe đây mà. Nước rửa này không quá. Đây mình đã cuốn xong các bác ạ, mình đã dán vừa cuốn vừa dán được nem thì vừa cuốn vừa dán các bác, nên là cuốn thì đặt chảo ở cạnh chỗ mình dán này, mình cuốn đâu mình dán lên đó, dán thì nhỏ lửa các bác nhé, nhiều lửa nó sẽ cháy đấy, mà nó không chín tới trong, mà nó cháy cái vỏ nem thì nó ăn không ngon, nó chỉ vàng rộm lên thôi. Đây của mình đây này, dán là dạng nhỏ lửa thôi. Gắn này cuối cùng này. Đấy, như cái này này, hai cái này này là các bạn gắn nem mà nên là lật khoảng 2 đến 3 lần. Lật đều nhá, nhỏ lửa lật đều. Gắn cho nhiều lửa thì cháy là gắn cháy là quay này, sẽ đắng ăn liền thì gắn luôn. Thống của nem người Việt Nam mình là thế. Các bác xem video này hay, các bác cho mình một like và mình xin các bác một nút đăng ký ủng hộ kênh YouTube Vị Thợ Trần nhá. Bởi vì mình cho nó vỏ nó cứng quá. Học cách làm nem món của Việt Nam đấy, món truyền thống của người Việt Nam mình. Ẩm thực của Việt Nam mình nghĩa là thật sự là về nói về món nem là nó lan tỏa đến rất là nhiều nước ở trên thế giới này các bác ạ. Quán nem ở Việt Nam mình rất lan tỏa rất nhiều nước ở trên thế giới này đấy. Mà ăn nó được ăn nhưng mà không biết làm kiểu gì đúng không ạ. Đấy, ở cái video này xuyên suốt cái video này mình làm nem là cách đơn giản nhất, làm nem đơn giản nhất, mình thiếu một số thứ các bạn, thêm một số gia vị nữa mà làm hình thức là thế. Nó sẽ làm là như thế, như thể là mình gia vị thái hành xuống. Đấy, hôm nay không có hành lá, hành củ đấy. Đây là chín ăn luôn, ăn đấy chấm là mấy chấm thần thánh thì mình sẽ giới thiệu qua. Như là ăn với tương ớt được, tương ớt giải qua đây ăn đấy, nó cũng rất đơn giản, vì ăn nem là món dễ ăn, mềm giòn ngon này các bác. Cà rốt này, tỏi đấy, hôm nay mình không cho tỏi xuống. Nước chanh nhá, nước chanh đầu tiên là có chanh này, chanh quả chanh ấy, mì chính, cà rốt. Thái hành xuống nhé, hành củ hoặc tỏi, đập tỏi xuống, nó có ớt, ăn ớt tùy theo gia vị của mỗi người, cay cho cay. Các bác cho mắm xuống, đấy, mắm. Mắm thì pha vừa đủ nhé, vừa đủ thôi, không là nó hơi mặn đấy. Đây, mình sẽ, các bác ước lượng nhé, theo cái nhìn bát nước chấm mình thôi. Cả đường thế, các bác ở đây, các bác khoáng được cảm thấy đây, nó đổ, đấy, màu cái kiểu này này là được nhé, nên không là hơi mặn. Các bác cho thêm nước đun sôi để nguội. Đây, nguội cho xuống. Ăn nó rưỡi rưỡi, các bác làm như kiểu nước chấm, nước chua ngọt đấy. Đấy là vừa. Này các bác, đấy, hợp lý nhé. Thế các bác nhé, dán xong các bạn. Đây, khói nghi ngút này. Đấy, khói lên nghi ngút này. Nước chấm mình đã pha xong, bây giờ cho lên bàn thôi. Thế các bác xem video này, mình làm nem thì các bác hay cho mình một nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Thợ Trần, mình có nhiều động lực để làm nhiều món ngon hơn nữa nhé. Vâng, video làm nem thì đây là hết đây các bác nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.